Tìm đâu được nhà liền kề vừa đẹp vừa rẻ lại về ở ngay mà lại gần ngay với lại Vincom Smart City, gần với lại Vinhome Smart City, Vincom Tây Mỗ. Với cái video này, trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án hai căn nhà mới nhất tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với hai căn nhà này thì thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Đông Bắc, diện tích 30m², diện tích 34m², rất là hợp lý, giá bán 3 tỷ 400 triệu đồng. Với hướng nhà Đông Bắc, ngõ trước nhà thực tế 2m, cách với đường ô tô đi lại 50m, cách với lại trục đường 70 khoảng tầm 100m, giao thông đi lại quá là thuận tiện. Quý vị cứ Google Map trước cái vị trí phương Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm ở đâu, phù hợp với đi lại như thế nào thì quý vị liên hệ ngay với lại Ngọc Ánh nhá. Từ vị trí căn nhà này gần với lại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, gần với lại Cầu Giấy, quý vị đi làm trong phạm vi bán kính khoảng tầm 8 km, quay đầu xung quanh ngập tràn tiện ích. Và cái thiết kế của ngôi nhà này 5 tầng 3 phòng ngủ ra sao, thiết kế toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà là ốp đá granite, cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa gỗ kính. Với giá bán 3 tỷ 400 triệu, quý vị có thể được hỗ trợ lên ngân hàng lên tới 2 tỷ và phần còn lại thì quý vị chi trả trước tiền mặt cho Ngọc Ánh nhé. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà ngay, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Đây, nước riêng, điện riêng, căn nhà này theo như hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về ở luôn. Diện tích tuy nhỏ, thiết kế công năng vô cùng hợp lý. Mời theo em vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Với không gian tầng 1 thiết kế ở đây, phần phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh cho quý vị. Đây là cái phần phòng khách thiết kế rất là chỉnh chu. Toàn bộ phần tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, với hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Gạch lát nền kích thước gạch 80-80, vân đá granite cho quý vị nhé. Với không gian phòng khách của ngôi nhà thì được chủ đầu tư ốp vách PVC. Đây, nhìn nó như một tấm ốp đá rất là đẹp, rất là sang, nhưng thực tế nó là nhựa đấy mọi người ạ. Nhưng mà cái độ bền của nó thì khá là ổn đấy. Và với cái không gian, đây là phần phòng khách của ngôi nhà, quý vị có thể kê cho ngoài một bộ sofa nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý và rất là ấm cúng. Đây là không gian phòng bếp. Với phần tủ bếp thiết kế cái tông màu trắng và màu ghi xanh, màu tông này thì nó rất là trẻ trung cũng như là phù hợp với các độ tuổi, rất là tinh tế sang trọng đúng không ạ. Và vào trong cái không gian này nhìn nhỏ nhưng mà lại không nhỏ, với cái toàn bộ phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ ở đây. Chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304, mặt bếp thì là ốp đá granite. Quan trọng nhất đó chính là pháp lý chuẩn chỉnh, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn. Cả nhà và đất của cái ngôi nhà 5 tầng này mà giá chỉ có 3 tỷ 400 triệu đồng thôi thưa quý vị. Với cái căn nhà bên trong kia thì giá có nhỉnh hơn một chút, giá là 3 tỷ 600 triệu. Diện tích rộng hơn, thiết kế khác hơn. Cái căn nhà bên cạnh kia Ngọc Ánh sẽ quay một video khác để trả lời cho quý vị vì sao nó khác, vì sao nó đắt hơn nhá. Đó, đây là cái phần phòng vệ sinh ở sử dụng ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà, với toàn bộ là đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng ở ngôi nhà. Với căn nhà 5 tầng này thì đã có máy bơm ở đây, ở tầng 1. Với cái bể ngầm ở phía dưới tầng 1 là 2 khối 8 và trên phía tầng 5 của ngôi nhà là có bồn nước 1 khối rồi. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm, không bao giờ lo mất nước. Với cái thiết kế ngăn cách giữa cầu thang và cái phần cửa chính thì ở đây có một cái vách CNC rất là hợp lý. Mặt bậc của bậc cầu thang nhìn thực tế luôn, ốp đá đen cổ trắng. Tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ tự nhiên. Với căn nhà này thiết kế theo cái tầm giá thì những cái đồ nội thất đi kèm chất liệu cũng khá là ổn định mọi người ạ. Và mời mọi theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế 3 phòng ngủ ra sao nhé. Và với 3 phòng ngủ của ngôi nhà này thì thiết kế tầng 2, 3 và 4. Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng. Đây, ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Hai căn nhà này hướng nhà đều là hướng Đông Bắc. Với cái căn phòng ngủ này vuông vắn, thiết kế phòng vệ sinh ở phía bên trong theo kiểu master rất là hiện đại. Ở dưới chân Ngọc Ánh là sàn gỗ công nghiệp. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ, với hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện.
trần phào thạch cao đều đã lắp đặt cho quý vị xong tinh tươm hết rồi. Theo như hiện trạng là chỉ việc xách vali về và ở thôi. Đây là phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên trong phòng ngủ nha mọi người. Đây, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, kệ góc, vắt khăn giàn rất là hợp lý. Với cái nhà này thì chủ đầu tư thiết kế giá là khá là chỉnh chu cho quý vị từng những cái chi tiết nhỏ nhất. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ba phòng ngủ giống hệt nhau, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống hệt nhau như thế này quý vị ạ. Phòng nào cũng rất là vuông đấy, để dễ dàng kê đồ nội thất. Ở đây xung quanh cho quý vị rất là gần với chợ, trường, phường, trạm. Nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 500m là đầy đủ hết cho quý vị, cho con em mình đi học này. Gọi là siêu thị nhỏ to đều đầy đủ cả. Gần với lại Vinhome, Smart City, Vincom, Megamall thì những cái tiện ích chợ, trường, phường, trạm cũng như đường xá, cơ sở vật chất thì quý vị ít nhiều là cũng sẽ được hưởng tương đối ở đấy. Và với cái giá bán 3 tỷ 400 triệu đồng tại thời điểm hiện tại thì cũng khá là ok mọi người ạ. Bởi vì trước đó thì thời điểm này thì căn nhà này có chào giá cao hơn và hiện tại thì Ngọc Anh có quay lại và chào giá đúng với cái giá theo hiện trường cho quý vị. Và mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà Ngọc Anh đã chia sẻ rồi, thiết kế tương tự giống hệt như ở tầng 2. 2, 3 và 4 thiết kế giống hệt nhau, ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đường ngõ trước nhà quay thực tế rất là gần với lại đường ô tô đi lại. Đó, quan trọng nhất là 100% pháp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh. Và với cái giá bán là giá bán từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Tất nhiên là mua, thuận mua thì vừa bán vẫn có thương lượng khi mà quý vị thiện chí nhá. Đó, đây là phần phòng vệ sinh. Ở phía tầng 3, 2, 3, 4 thiết kế giống hệt nhau. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp. Với một căn nhà diện tích nghe thì rất là nhỏ, một số quý anh chị khách hàng cũng thường xuyên chia sẻ với Ngọc Ánh là tại vì sao mà bên em các chủ đầu tư không xây lên 40-50m mà lại chỉ xây có 30m. Thì thực tế luôn, đất ở Hà Nội giá nó rất là cao mọi người ạ. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, 1m đất nó tương đương khoảng tầm 55 cho tới 70 triệu 1m. Thì bây giờ mà nếu như thêm 10m đất nữa thì nó sẽ rơi khoảng tầm 500-700 triệu. Thì tất nhiên cái giá nhà nó sẽ bị đội lên rất là cao. Còn ở đây 30m mà vẫn thiết kế đầy đủ cho quý vị được 3 phòng ngủ, công năng sử dụng phòng khách, phòng bếp riêng biệt thì không có lý do gì mà quý vị không lựa chọn những cái căn nhà mà diện tích cũng như là cái công năng sử dụng nó hợp lý, giá cả vừa phù hợp với tầm tài chính, đúng không ạ? Nếu như bây giờ mà 40-50m mà cái giá khoảng tầm 5 tỷ thì nó sẽ rất là khó khăn cho quý vị mua nhà. Đó, và bây giờ xin mời cho em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 5, xem thiết kế ra làm sao nhé. Đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Bước lên chân lên trên phía tầng 5 ở đây là có một cái ô dính trời sáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Mọi người ạ, đây, hiện tại đây thì Ngọc Ánh đang không bật điện. Đây là khu vực để máy giặt cho này, để máy giặt riêng. Đây là phần phòng thờ riêng. Đây, không gian phòng thờ riêng, cửa sổ thông thoáng. Phần còn lại đó là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Xung quanh mọi người có thể ngắm nhìn xung quanh, dân cư đông đúc. Kia là Vinhome Smart City, kia là Vincom Megamall, kia bên này là trung tâm thương mại Eomall Hà Đông. Xung quanh quá là nhiều tiện ích dân sinh luôn. Trường học, chợ, trường, phường, trạm thì nó xung quanh đây rất là gần. Giá bán căn nhà này là 3 tỷ 400 triệu đồng, diện tích 30m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để em có thể tư vấn cho quý vị chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất nhé. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.